Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề bạn cần buông bỏ và thay đổi điều gì để có cuộc sống tốt hơn. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm ngày cuối cùng của cung hoàng đạo Song Ngư và ngày mai là ngày đầu tiên của cung hoàng đạo Bạch Dương, nên là mình làm trả bài này để chúng ta cả tự nhận thấy chúng ta cần kết thúc gói lại cái điều gì hoặc thay đổi cái điều gì để chúng ta có những ngày tiếp theo, một giai đoạn tiếp theo, một hành trình tiếp theo tốt hơn. Trước khi vào trả bài thì mình nhắc là phong cách trả bài của Huyền Thư là phân tích, lý giải, liên hệ, tổng hợp vấn đề. Nếu bạn muốn tìm kiếm thông tin và ngại nghe nhiều thì bạn có thể chuyển sang channel khác nhé. Trước mặt các bạn là 4 tụ bài đại diện cho 4 câu hỏi. Một là năng lượng hiện tại của bạn, 2 là về sức khỏe, 3 là về công việc, sự nghiệp và 4 là về tình yêu. Bây giờ chúng ta sẽ đến trả bài đầu tiên, đó là năng lượng hiện tại của các bạn. Về năng lượng hiện tại của các bạn ấy, mình thấy ở đây đang có một người. Người ở đây có thể là bạn nhé, có thể là chính bạn hoặc là đối phương của bạn. Họ đang đứng trước một vấn đề nào đấy, Queen of Wands. Kỵ sĩ này thường là biểu tượng của một người hướng ngoại, một người năng nổ, một người hành động cho những ý tưởng, đam mê của mình. Đó, cũng là một người rất là thích thử thách. Nhưng mà ở đây ấy, thì mình nghĩ trong liên kết trả bài này thì mình nghĩ là một là bạn, hai là đối phương của bạn ấy có cái năng lượng là, nghĩa là có một cái điều gì đó mà anh ấy rất muốn làm, rất muốn thực hiện, có một cái khao khát, một lý tưởng nào đấy. Nhưng có lẽ là bởi vì khao khát lý tưởng đấy gặp một cái thử thách giống cái năng lượng, cái dòng sông trước mặt của ba gậy này, và anh ta đang nghĩ xem là mình cần phải làm thế nào, giống cái đo khả năng của mình, đo điều kiện của mình là có nên đầu tư hay không. Đó, mình thấy là người này là mang năng lượng của vua su. Thường là một người mà ông ta coi trọng cái, một là coi trọng hiện tại, coi trọng cái thực tế vật chất ấy, coi trọng sự an toàn ổn định, và ông ta rất thực tế, rất thông minh, rất trí tuệ để biết được cái gì là quan trọng nhất và tốt nhất cho mình. Và nếu phải lựa chọn giữa những cái sự an toàn cho đại cục ấy và tốt cho nhiều người với lại ít người, hoặc là giữa hiện tại và tương lai, thì ông ta hãy chọn hiện tại. Bạn hiểu vấn đề không? Cho nên là vì thế mà ông ta có năng lượng của 6 xu là giữa cái việc là có nên đầu tư, có nên trao đi, có nên hiến tặng, hoặc là có nên tiến tới kết nối hay không ấy, thì ông ta suy nghĩ rất là nhiều. Và năng lượng của 5 cốc thì mình nghĩ rằng là có thể vì thế mà mối quan hệ nó dừng lại ở chỗ là khiến cho một người thì băn khoăn, một người thì cảm thấy mình bị bỏ rơi. Đó, thì ở hiện tại thì những người nào đang gặp một cái đối tượng này, thì dù là mối quan hệ tình yêu, công việc hay là mối quan hệ nào mà các bạn đang gặp một đối tượng họ đối xử với bạn như thế, đó, họ băn khoăn, họ cân nhắc và họ làm cho bạn có cảm giác bạn bị bỏ rơi. Bạn đang băn khoăn rất nhiều giữa cái việc là mình có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không, có nên chờ đợi không, có nên tiến tới, có nên kết nối hay không, và bạn đang suy nghĩ, thì đó là năng lượng của bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào từng trả bài đại diện cho từng thông điệp một, và nếu cần rút thêm bài thì mình sẽ rút thêm nhé. Trước hết là về mặt sức khỏe này. Ở đây thì mình thấy có những người, dù bạn là nam hay nữ, là bạn hay đối phương của bạn, thì đều có xu hướng là các bạn ôm đồm quá nhiều. Năng lượng của strength ấy, các bạn chỉ cần nhìn vào cái lá bài này, các bạn sẽ thấy này, con ngựa nó đang gồng lên. Nó đại diện cho những thử thách, những khó khăn của bạn, và bạn thì đang ra sức để bạn chế ngự nó, mặc dù bạn có khả năng chế ngự nó, bởi vì cái cô gái này mà biểu hiện là cô ấy điềm nhiên để cô chế ngự con ngựa này, mà con ngựa này thì không thể, giống như bị cứng lại, giống như là cô ấy kéo căng cái sợi dây đến mức nó không thể lồng lên được ấy, nên là bạn có khả năng đấy. Nhưng nếu như ở phía sau nó không có lá bài ba kiếm thì ổn thôi, có nghĩa là bạn khả năng, bạn dư sức để bạn làm cái điều đấy. Nhưng mình lại cảm thấy đang ở bên ngoài thì các bạn điềm nhiên, nhưng ở bên trong thì các bạn đau khổ. Cho nên là có thể là một bạn bị một ai đấy cư xử, hoặc là hoàn cảnh cuộc sống của các bạn có rất nhiều khó khăn, rất nhiều vấn đề. Nhưng thay vì các bạn buông bỏ nó, các bạn sống thật với nó, mà các bạn biết không, đôi khi chúng ta phải hiểu thế này này, chữa lành không phải là các bạn cố gắng để các bạn bỏ, các bạn cố gắng để các bạn bùi, các bạn làm sao để các bạn chữa lành thật nhanh cái vết thương nó đâu, mà chữa lành thì đơn giản là bạn ôm ấp cái vết thương đấy, bạn chấp nhận nó dù nó xấu, nó tốt,
bằng một trái tim tràn đầy yêu thương thì đó mới là chữa lành. Chữa lành chính là yêu thương bản thân mình, đó là bước đi đầu tiên. Cho nên khi mà các bạn đang cố gắng để các bạn làm một cái việc gì đó để bên ngoài nhìn vào đều thấy bạn rất là tốt, rất là đẹp, rất là giỏi giang, mà bạn lại để cho trái tim của mình có ba thanh kiếm đâm vào như thế này thì bạn sẽ không khỏe đâu. Mình nói thẳng là như thế. Nên hãy chú ý về cái tâm của mình, bởi vì tarot ấy sẽ không thay bác sĩ, không thay những cái không 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 có những cái gọi là thông tin hoặc là những chỉ định y khoa gì đó đâu nhá, mà chỉ phân tích cho các bạn thấy được những vấn đề nào đang tác động đến vấn đề sức khỏe của bạn đó. Và ở đây mình thấy có một người ôm đồm quá nhiều, gồng lên quá nhiều, hoặc là các bạn đôi khi ở đây còn có những người mà hiện tại các bạn đang rất là khỏe mạnh đúng không, và các bạn tự tin vào cái khỏe mạnh đấy và các bạn không biết thương cái thân của mình. Có nghĩa là ví dụ thân của bạn ấy làm được 10 thì tốt nhất là các bạn nên nên làm 6 7 thôi, còn 3 phần để cái đó nghỉ ngơi. Nhưng mà các bạn làm hết cả 10 phần và các bạn cho rằng không, tôi khỏe lắm, tôi vẫn làm được, và các bạn quên mất rằng cái ba kiếm này này có một cái đứa trẻ nào đó, à một đứa trẻ bên trong của bạn, nó cảm thấy bạn chỉ lo ở bên ngoài thôi. Bạn cứ gắng sức để bạn đi theo, bạn tạo nên những đứa trẻ thành công, những đứa trẻ hạnh phúc thôi, và bạn bỏ quên rằng nó đang rất buồn, nó đang rất cô đơn đó. Bạn bạn hiểu vấn đề không ạ? Cho nên là có lẽ là bởi vì tồn tại cái năng lượng này, cho nên là thời gian gần đây bạn thử kiểm tra lại xem là vấn đề tim mạch của bạn, vấn đề đầu, nghĩa là bạn có hay đau đầu không, tim mạch của bạn có vấn đề không, bạn có cảm giác như là mất ngủ không, khó ngủ không, và bạn cảm thấy trong lòng của bạn đôi khi nó có những nỗi buồn vu vơ, thỉnh thoảng nó dội lên những bất an, những băn khoăn hay không, thì chính là cái ba kiếm này nhá. Rồi, năng lượng của King of Wands, mình thấy bạn đang có một kế hoạch nào đấy. Ông vua gậy là ông vua có tầm nhìn, và cái kế hoạch này nó đại diện cho cái năng lượng là bạn băn khoăn giữa cái việc này và việc kia, giữa việc đi hay là ở lại đó. Và bạn cảm thấy đi thì bạn thấy đầy áp lực, nghĩa là giống như nếu mà tiến về phía trước thì bạn sẽ đối diện với rất nhiều cái vấn đề, những nặng nề, những khó nhọc, những áp lực, và bạn 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 muốn tránh đi. Có nghĩa là ban đầu bạn có năng lượng Knight of Wands, nghĩa là bạn đang muốn tiến tới rồi, muốn phát triển rồi, thực hiện lý tưởng của mình rồi, thì sau đấy bạn có sự suy xét lại năng lượng của bảy kiếm là sắp xếp cảm thấy khả năng của mình đến đâu, và bạn có xu hướng bạn né đi. Và bạn né là bởi vì sao? Bởi vì bạn cảm thấy con đường ở phía trước ấy, nếu mà tiến tới thì nó sẽ loay hoay giống như hai con ngựa này này, giống như đầu hai con ngựa này, và mình thấy cái sức khỏe của bạn ấy nó bị ảnh hưởng bởi chính cái điều này đó. Nó chính là ba kiếm này, và ba kiếm chỉ là tại sao nó lại có ba kiếm là bởi vì bạn dành rất nhiều thời gian để bạn suy nghĩ đấy, bạn băn khoăn về một vấn đề nào đấy, và đang bạn đang từ một người khỏe bạn biến mình trở thành một người rất là mệt mỏi, khó ăn khó ngủ, rồi cảm thấy buồn chán, cảm thấy bất an, cảm thấy mông lung mơ hồ đấy, có nghĩa là bệnh từ tâm mà ra đó. Vậy thì nếu bạn đang trong cái trường hợp này thì bạn cố gắng bạn thay đổi đi, hãy đưa tâm mình, nói chung là cũng rất là khó bởi vì mình cũng chưa phải là người đạt được đến cái năng lượng an tâm an đâu các bạn, mà mình chỉ mới dừng lại ở cái chỗ là mình luôn lắng nghe tâm của mình. Ví dụ như là một ai đó làm cho mình tức ấy, thì mình thay vì cái việc là mình để cho cái tức chế ngự kéo mình đi thì mình dừng lại, mình nghĩ rằng ôi đang tức rồi và khi mà mình biết là mình đang tức rồi thì mình sẽ tìm hiểu xem là lý do vì sao mình lại tức và khi biết được lý do mình lại tức thì mình sẽ xử lý nó và mình xử lý thì mình không phán xét bản thân mình đâu, mình không phán xét đâu. Chúng ta đừng nghĩ tu là các bạn cứ cứ theo kiểu tiên trách kỷ hậu trách nhân không. Hãy suy xét thật kỹ xem lý do tại sao, lắng nghe cái tâm của mình, và đôi khi phải biết chấp nhận mình, biết yêu thương mình. Nhưng mà các bạn phải nhớ một điều, khi mà các bạn đã tìm được lý do, tìm được nguồn cơn rồi thì tự nhiên các bạn sẽ tĩnh lại và tự nhiên mọi thứ nó sẽ có câu trả lời mà bạn không có nhu cầu để bạn sân lên nữa nhá. Đấy, mình chỉ mới đạt được cái điều đó thôi, chứ còn mình chưa thể đạt được cái một cái bậc theo kiểu cao hơn nữa để mình có thể chia sẻ với các bạn. Rồi bây giờ sang vấn đề thứ hai, đó là vấn đề về công việc sự nghiệp. Đây là một trả bài đẹp các bạn ạ. Mình thấy những người chọn tụ bài số 2 ấy, chọn các bạn đang nghe trả bài này, dù các bạn là nam hay nữ, là bạn hay đối phương, thì các bạn đều là những con người rất nhiệt huyết, say mê. Các bạn có lý tưởng. Cái lý tưởng của các bạn là bốn gậy, nghĩa là về mặt cá nhân ấy. Ví dụ về mặt cá nhân thì bạn có một mơ ước về một gia đình trong tương lai, gia đình đó có thể là đại gia đình hoặc có thể gia đình nhỏ của các bạn. Đấy là một gia đình hạnh phúc, viên mãn, đủ đầy cả về tình yêu và vật chất. Ở đây có cả những người luôn hướng tới cái việc là làm sao để tất cả những người xung quanh mình đấy, hoặc là nhiều người được tốt hơn, được đẹp hơn, được có một cuộc sống theo kiểu là quốc thái dân
nhân an ấy, có cả những người như thế nhưng mà phần trăm này ít lắm. Còn chủ yếu là các bạn hướng tới cho cuộc sống cá nhân của bạn, cho đại gia đình của bạn có năng lượng của bốn gậy này. Và mình thấy là bạn năng lượng của Temperance là các bạn thường hướng tới sự cân bằng. Đấy, Temperance có nghĩa là mình thấy có những con người mà các bạn rất biết kiểm soát bản thân, giống như cái điều mình vừa nói ấy, làm cái gì thì bạn cũng, ví dụ này, mình thấy có cả những người đàn ông mà họ đang sống trong một gia đình mà giữa mẹ chồng và nàng dâu ấy, giữa vợ và mẹ họ hoặc là người yêu hoặc gia đình của họ, thì mình thấy họ luôn có xu hướng họ cân bằng, họ làm thế nào để cho cả hai bên đều tốt đẹp, hoặc là giữa tình yêu và lý trí ấy, đấy, giữa sự nghiệp và tình cảm ấy, vật chất và tình cảm, thì các bạn cũng có xu hướng của sự cân bằng, các bạn đưa nó về sự cân bằng. Và đây mình thấy có năng lượng là có những người các bạn hiểu rất rõ về quy luật của vũ trụ, và bởi vì bạn hiểu được quy luật của vũ trụ cho nên bạn biết khi nào dừng. Đấy, năng lượng của Ace of Swords là bạn hiểu rất rõ. Năng lượng của bốn kiếm là khi nào bạn dừng, khi nào cần thu xếp, cần chờ đợi, cần lên kế hoạch, ở khi nào cần hướng tới cái năng lượng của trí tuệ tâm linh ấy. Thậm chí có cả những người mà các bạn có ơn trên, các bạn kết nối được với vũ trụ đấy, và các bạn hiểu được khi nào cần cố gắng, khi nào cần xây dựng, cần phát triển ấy. Mình thấy là tụ bài về công việc này, các bạn có những công việc rất là tốt, dù các bạn làm công việc gì thì các bạn đều thấu tỏ mình đang làm gì, công việc đó như thế nào, làm thế nào là tốt nhất, khi nào nên dừng, khi nào nên tiến tới, khi nào nên phát triển, và khi nào nên sử dụng cái theo kiểu hành động của mình, sự nỗ lực của mình, khi nào cần hướng tới sự kết nối theo kiểu luật hấp dẫn ấy, để có được sự chỉ dẫn từ bên trong, và khi nào thì bắt đầu ra quân đấy, hướng về phía trước nhá. Nghĩa là bạn có sẵn cái nội lực ở đây, nghĩa là bản thân những người chọn, những người đang nghe cả bài này, mà nếu các bạn thấy đây là năng lượng của các bạn thì các bạn có một cái nội lực rất là phi thường từ cái việc các bạn làm chủ bản thân các bạn. Các bạn có trí tuệ đấy, có nội lực, các bạn hiểu từ cái việc hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ quy luật của xã hội, hiểu rõ hành trình của mình. Và bởi vì các bạn hiểu như thế, ở đây tụ bài, những người nghe cả bài này, mình đều thấy các bạn có một cái đội ngũ tâm linh luôn theo sát các bạn, luôn ủng hộ các bạn, luôn cổ vũ các bạn. Và hiện tại thì mình thấy các bạn đủ cái tỉnh táo để các bạn hiểu rằng cái tại thời điểm này bạn chưa đầu tư, bạn chưa làm một cái việc gì đó là bởi vì nó chưa đến đúng thời điểm, và bạn đang chuẩn bị lực lượng ấy, giống như nuôi ba quân ấy, nuôi quân 3 năm để dùng trong 1 giờ ấy, theo kiểu như thế. Bạn đang chuẩn bị nội lực chọn để đến một ngày khi thời cơ chín muồi thì các bạn sẽ tiến tới nhá. Năng lượng rất là tuyệt vời. Rồi, thông điệp cuối cùng đó là về tình yêu hôn nhân. Đây là chỉ mang tính thông điệp thôi, cho nên là mình sẽ không mình sẽ đọc chung tổng quan thôi nhá. Mình thấy là về tình yêu hôn nhân ở đây có những người mà mình thấy này, nhìn vào đây mình thấy có rất nhiều đối tượng các bạn ạ, cho nên là cái trả bài về tình yêu hôn nhân mình sẽ phải nói nhiều đấy, bởi vì trả bài chung cho các bạn thông cảm là mình thấy năng lượng nào là mình phải nói hết, mình phải phân tích cho bằng xong để các bạn nghe trả bài của mình, thì các bạn có năng lượng ở trong trả bài của mình và mình phải đọc hết như một cách cảm ơn các bạn, tôn trọng các bạn. Còn người nào mà không thích nghe nhiều thì mời các bạn trả bài riêng để các bạn nghe câu chuyện của bạn ngắn gọn thôi, hay là các bạn chuyển sang channel khác, đừng có kêu ca là mình nói nhiều nhá. Đó rồi, trước hết này, mình thấy ở đây có một nhóm người mà các bạn đứng trước năng lượng của sự của ly dị các bạn ạ. Mình thấy như thế, khi nói đến đây tự nhiên luân xa năm của mình nó có những năng lượng của sự thổn thức. Mình thấy ở đây có những người chủ động, dù bạn là nam hay nữ, bạn chủ động ly hôn, nhưng mà trong lòng của bạn, bạn có một nỗi lo, một nỗi buồn, có cái gì đấy mình thấy như ngậm ngùi, nghĩ về cái việc là nếu mình ly hôn, mình sống cho bản thân mình rồi thì con mình sẽ như thế nào. Đó, ở đây có cả những người mà các bạn đang giống như là ly hôn rồi mà các bạn tái hôn ấy. Tái hôn ở đây là các bạn sẽ bắt đầu một cuộc hôn nhân khác, chứ không phải là tái hôn là các bạn quay trở về với người cũ đâu, với vợ cũ, chồng cũ đâu. Thì ở đây là các bạn cũng đang đứng trước năng lượng đấy, nếu mình tái hôn, mình đến với một người khác thì con mình sẽ như thế nào, nó có buồn không đấy. Bạn đang đứng trước một cái năng lượng đấy, là bạn tự hỏi một điều là bạn nên làm thế nào. Nhưng mình thấy có xu hướng là ở đây, ở mình trả bài chung nó rất khó là như thế đấy, bởi vì nó nhiều năng lượng lẫn lộn nhiều lắm các bạn. Cho nên ở đây mình thấy trong cái nhóm người ấy, trong cái nhóm người mình vừa mới đọc ấy, có 100% thì khoảng 20% các bạn ngộ ra năng lượng của The Tower, nghĩa là bạn có một sự thức tỉnh. Mình thấy cái năng lượng của sự băn khoăn này kéo đã kiềm hãm các bạn trong một thời gian rất là dài, để theo kiểu là nếu mà bạn muốn ly hôn thì bạn vì thương con mà bạn cứ ôm đồm, theo kiểu bạn cứ cố để bạn chịu đựng ấy, vì bạn thương con. Có những người đã ly hôn rồi, ly hôn lâu lắm rồi, đứng trước cái việc là bạn có nên, theo kiểu tám gậy là
bước tiếp một hành trình khác để có một hạnh phúc cho riêng mình ấy, thì các bạn cũng băn khoăn, các bạn cũng thương con, và vì thương con mà các bạn theo kiểu các bạn tự kiềm hãm ấy, tự sống trong cô đơn, tự bó buộc bản thân mình trong một thời gian rất là dài, thì năng lượng của The Tower có một sự thức tỉnh, nghĩa là có một cái gì đó đột ngột các bạn vỡ ra, nó vỡ ra, và giống như các bạn thấy con gà con ở trong trong quả trứng ấy, tự nhiên nó đập nó cái vỏ trứng nứt ra thì nó nhìn thấy bên ngoài và nó phát hiện là ở bên ngoài một thế giới cực kỳ tươi đẹp, đó chính là năng lượng của The Tower này. Mình thấy đây có một năng lượng là sau khi các bạn vỡ ra cái điều đó thì các bạn nhận ra rằng trong trong lòng các bạn luôn khao khát tình yêu, còn đang khắp là các bạn kiềm hãm, nghĩa là cái cốc trên tay này các bạn đang muốn đi tới năng lượng của 10 ly mà có một người ở đó thì các bạn cố để các bạn kiềm hãm lại, các bạn cố các bạn bó lại không cho mình phát triển, thì bây giờ các bạn phải phát hiện ra rằng đó chính là tình yêu, đó chính là những điều mình mong ước, đó chính là cái người con gái hoặc người đàn ông, người phụ nữ gì đó là cái điểm tựa của mình, là bình yên của mình, và chỉ có cô ấy, chỉ có anh ấy mới chính là hạnh phúc đích thực của mình thôi. Mình thấy bạn nhận ra cái điều đó rồi nhá, bạn nhìn thấy cái điều đó và có xu hướng là bạn nhận ra nhưng bạn vẫn chưa chịu thừa nhận nó hoặc nói ra cái điều đó. Ví dụ thế này, mình đọc một câu chuyện mà mình thấy như thế này, nghĩa là bạn yêu một ai đấy nhưng bởi vì thương con, một là bạn muốn ly hôn, hai là bạn yêu một ai đấy nhưng vì muốn thương con, vì thương con mà các bạn cứ cứ tự theo kiểu tự làm khổ mình ấy, tự khư khư giữ cái tình yêu đó, bạn chôn giấu ở trong tim để bạn hy sinh cho con bạn, cho đến một ngày thì bạn phát hiện ra, bạn vỡ ra rằng bạn cứ như thế nó không ổn, bởi vì bạn mà như thế thì con của bạn nó cũng thực sự không hạnh phúc. Bạn phải dám tiến tới, bạn phải dám sống cuộc đời khác, bạn phải hạnh phúc trước, và cái hạnh phúc đấy để làm gương cho con bạn, để cho con bạn nó hiểu được rằng cái những cái gì mà không thể thì chúng ta nên thay đổi, bởi bởi vì cái sự thay đổi nó sẽ tốt hơn là cái cũ, và bạn cố bạn sẽ chứng minh cho các bạn biết rằng nếu bạn thay đổi thì bạn sẽ tốt hơn, bạn sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn là cuộc sống cũ, nghĩa là bạn đang muốn làm một cái gì đó, thay đổi một cái gì đó. Và nó đến từ cái năng lượng của The Tower là bạn có một cái gì đó chạm vào bạn để bạn thức tỉnh đấy. Vậy thì mình thấy bạn ngộ ra, và khi bạn ngộ ra thì bạn nhớ tới một người, và cái người đấy có thể là người yêu cũ, hoặc là một người mà bạn từ chối rồi, hoặc là một mối quan hệ ba người nhưng bạn đã từ chối người đấy rồi. Và mình nói thật với các bạn là trong mối quan hệ ba người đảm bảo chung thì mình không nói nhiều, bởi vì như thế thì nó vô tình, ví dụ như là mình không biết bạn là người thứ ba là bạn là một mối quan hệ nghiệp hay là mối quan hệ tâm linh. Bởi vì mình nói thật nhá, tất cả những người mà đang là ở mối quan hệ ba người, các bạn rất hay nhầm tưởng đấy là mối quan hệ tâm linh, nhưng khi mà vào trải bài riêng thì mình phát hiện ra rất nhiều người trong mối quan hệ ba người các bạn chỉ là một thử thách, một cái tương tác để bạn giúp cái người đấy họ nhận ra giá trị đích thực của gia đình, của tình yêu mà thôi. Còn cái số lượng mà bạn là mối quan hệ tâm linh, còn vợ của họ là nghiệp ấy, vợ của họ là chồng, vợ họ hoặc chồng họ là mối quan hệ karma, nó rất là ít. Cho nên người mối quan hệ người thứ ba mình sẽ không nói nhiều trong trả bài chung đâu, bởi vì các bạn sẽ hiểu nhầm. Những ai các bạn băn khoăn thì các bạn nên chọn trả bài riêng nhé. Còn ở đây thì mình thấy rằng bạn nhận ra là 10 ly mới là quan trọng nhất, thì 10 ly có thể là vợ của bạn, có thể là người yêu của bạn, dù là mối quan hệ nào, và bạn nhận ra rằng chỉ có cô ấy mới chính là bình yên của bạn, mới chính là tình yêu của bạn mà thôi. Nhưng mình thấy có xu hướng là các bạn nhận ra điều đó nhưng các bạn năng lượng của 4 xu là các bạn vẫn giữ khư khư cái điều đấy mà các bạn không nói ra. Ví dụ các bạn phát hiện ra là đó chính là tình yêu của mình rồi, nhưng thay vì bạn nói với cô ấy rằng em ơi, anh phát hiện ra chúng ta là tình yêu của nhau rồi chẳng hạn, thì các bạn không nói đâu, mà các bạn cứ lặng lẽ để thu nhặt, giống như là bạn đang chuẩn bị cho một tình yêu đấy, có nghĩa là bạn đang lặng lẽ bạn vun trồng, bạn làm một cái gì đó để bạn cho rằng nếu có được một tình yêu vững chắc như thế này thì bạn cần phải chuẩn bị để bắt đầu một hành trình mới. Thì mình thấy như thế nhá. Đó, vậy thì trong cả bài này nó chỉ mang tính chất tổng quan thôi, chỉ đường cho các bạn thôi. Còn các bạn biết rằng là chúng ta phải là người, chúng ta trồng cây rồi thì chúng ta phải chăm cây đấy, phải như thế nào để chúng ta có được quả ngọt. Vậy thì cái này nó chỉ là nói rằng bạn trồng cây đi, đó còn trồng như thế nào, làm thế nào để bạn có được quả ngọt thì là chuyện của mỗi người. Trong trả bài chung thì mình không nên quá đi sâu, bởi vì nó là năng lượng chung, nó có thể đúng với người này nhưng lại khác với người kia. Cái này mình tâm sự một chút, mà những ai cần nghe thì các bạn nghe, còn không thì các bạn có thể dừng lại trả bài đến đây là xong rồi. Các bạn thấy kênh của mình mang lại giá trị cho các bạn thì các bạn giúp mình phát triển kênh nếu chưa đăng ký kênh nhé, cộng hưởng năng lượng để chúng ta có một sân chơi, một cái nơi để chữa lành, để trở về. Còn ở đây thì mình chia sẻ với các bạn là mình thấy có một số người trả bài riêng với mình mà các bạn gặp phải những mối quan hệ toxic rất là độc hại, ví dụ liên quan đến chuyện vay tiền, vay nong, lợi dụng các kiểu, rồi vì cái người bên ngoài đó mà đã có ý định là phá vỡ gia đình của mình ấy. Cho đến khi các bạn gặp mình
Và cái lý do để các bạn mình hỏi lý do vì sao các bạn lại có ý muốn từ bỏ gia đình để đến với người kia, thì các bạn đều nói rằng đó là chuyện phải lên đấy, đó là chuyện phải lên, đó là mối quan hệ tiền kiếp các kiểu. Thế mình hỏi các bạn ấy là các bạn nghe ở đâu, lại bảo nghe ở Trà Bài Trung, thì mình nói rằng rất nguy hiểm, và mình đều nói với những người đấy là các bạn dừng nghe Trà Bài Trung cho mình. Đấy, khi mà mình có một mối quan hệ nào đấy nó bất thường, cuộc sống của chúng ta nó xảy ra cái điều gì bất thường, thay vì cứ nghe Trà Bài Trung để kết luận đó là của mình, thì hãy Trà Bài riêng một lần các bạn ạ. Các bạn chỉ bỏ ra một số tiền thôi, nó cũng bằng một 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 đôi khi nó không bằng một bộ đồ của các bạn đâu, nó không bằng một thỏi son của các bạn đâu các bạn, để xem là đó là mối quan hệ gì. Và khi các bạn đã biết rồi thì các bạn sẽ biết cách xử lý. Còn bây giờ cứ đi nghe Trà Bài Trung thì mình cũng không biết là các bạn nghe của ai, toàn là khách khách hàng lạ, còn là khách hàng mới, còn những người là khách hàng quen của mình thì không. Thì các bạn mình thấy có năng lượng là các bạn vì cái điều đấy mà có những người cứ mải mê chạy theo, mất hơn cả tỷ bạc rồi các bạn nào còn ý định bỏ chồng đấy, bỏ chồng bỏ con để đi theo người ta, bỏ vợ bỏ con đi theo người ta. Thì cái điều này mình nói thật với các bạn là khi mình nói điều này thì không không ai biết là chuyện của ai cả, đúng không? Nhưng mình cần thiết mình phải nói, bởi vì như thế thì rất là nguy hiểm. Nhưng mình nói thật là mình rất cần nghe, mình rất cần được tăng lượt view để mà mình kiếm thêm tiền. Nhưng mình muốn nói với các bạn rằng mình không cần những người nghe trải bài của mình rồi sau đấy các bạn sống khác đi, sống sai đi. Nên mình rất hạn chế nói về mối quan hệ ba người hoặc là chung flame nhiều ở trong trải bài của mình, bởi vì các bạn sẽ bị nhầm tưởng. Và mình luôn nhấn mạnh rằng nó chỉ là có một hai đôi thôi, chứ không thể tất cả được đâu. Cho nên những ai mà các bạn đang gặp vấn đề, các bạn tự nhiên này, cuộc sống các bạn đang bình thường, tự nhiên các bạn gặp một người mà các bạn cảm thấy có cái gì đấy hơi lạ lạ, thì hãy dừng lại, hãy trả bài riêng đi. Nó không đáng bao nhiêu để các bạn biết xác định được đấy là mối quan hệ gì, đúng không ạ? Chứ còn chúng ta cứ nghe theo trả bài chung xong là các bạn phải nhớ này, thường thường kết nối năng lượng ấy giữa một nhóm năng lượng mà nó nhiều như thế này này, thì đây là kinh nghiệm của mình nhé, thì mình sẽ kết nối được với những người quen với mình. Ví dụ các bạn trả bài riêng chẳng hạn, một người nào đã trả bài riêng với mình là thường xuyên các bạn sẽ có câu chuyện ở trong trả bài của mình, bởi vì đó là kết nối năng lượng, các bạn được kết nối riêng với mình. Hai là cái nhóm nào mà tương đồng về cái tần số năng lượng với mình cao nhất thì các bạn có câu chuyện ở đó. Còn và các bạn phải hiểu rằng trả bài chung nó chỉ một câu chuyện thôi, nhưng mà cái chỉ dẫn chung chung như thế, còn cụ thể ra sao thì mỗi người một câu chuyện, và kết quả ra sao lại do các bạn quyết định. Cho nên là chúng ta mà cứ nghe trả bài chung xong kết luận vào chuyện của mình, xong là cứ cứ sa đà ấy, cứ hùa vào, xong là cho đến khi nó vỡ lở ra rồi thì quay lại mất tất cả mọi thứ. Thực ra thì tất cả nó cũng là nghiệp thôi các bạn. Khi mà kinh nghiệm ấy là khi gặp một vấn đề gì đấy mà chúng ta cứ tin một cách mù quáng ấy thì đó là nghiệp dẫn ấy. Cho nên là không phải là ai cũng đủ cái cơ duyên để chúng ta quay lại, chúng ta sáng suốt, chúng ta nhìn nhận vấn đề đâu. Trên cũng là yêu, nhưng mà các bạn cứ bảo các bạn là yêu bằng trái tim. Yêu bằng trái tim thì không có sai, bởi vì trái tim nó chính là phần linh hồn của các bạn, là hai cờ sao ấy, là vị thầy thông thái của các bạn. Vị thầy thông thái của mình thì làm sao mà sai được. Các bạn sai là các bạn nghe tâm trí, mà các bạn không phân biệt được trái tim là cái gì. Các bạn phải nhớ là chúng ta có chỉ là các phần này, để các bạn dễ hiểu ấy. Con người của chúng ta có body, đó là một cơ thể, nó giống như mượn ấy, một cái thể xác mượn để trải nghiệm. Cái tâm trí là cái giống cái vô lăng của cái ô tô ấy dẫn các bạn đi, và các bạn thường yêu bằng tâm trí đấy. Và cái tâm trí nó chịu sự chi phối bởi tiềm thức, và các bạn đang bị dẫn bởi tiềm thức. Các bạn lại cứ bảo mình yêu bằng trái tim, trái tim sẽ yêu bằng tỉnh thức, bởi linh hồn nó trong veo, nó trong veo, nó không có cái so sánh tốt xấu đúng sai, nó không phụ thuộc, nó không bám chấp, nó chỉ biết yêu là yêu thôi. Nó giống như bông hoa ấy, việc của nó là tỏa hương, đúng không? Việc của lá là xanh, việc của hoa là tỏa hương đấy. Đấy, việc của nắng là tỏa ánh sáng, việc của mưa là tưới nước, đơn giản thế thôi. Nếu trái tim là như thế, còn các bạn bị dẫn dắt, các bạn phụ thuộc, các bạn cảm thấy đau khổ thì đó không phải là trái tim, đó là tâm trí đang bị nghiệp dẫn các bạn nhá. Rồi, đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ. Nếu các bạn cảm thấy kênh của mình mang nhiều giá trị cho các bạn thì các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh nhé. Các bạn cộng hưởng năng lượng để chúng ta cùng nâng tần số, để nơi đây trở thành nơi chữa lành của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.